Chào mừng quý bạn và các vị đến với series video tìm hiểu và khám phá đồ gỗ được thực hiện bởi Đồ Gỗ Tùng Tám. Các video mới nhất sẽ được update vào 21 giờ tối thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Mọi người nhớ bấm like, đăng ký kênh để có thể xem được những video mới nhất của chúng tôi. Trong video ngày hôm nay thì tôi xin mời quý bạn và các vị cùng tìm hiểu về gỗ căm xe. Gỗ căm xe có tốt không và được sử dụng phổ biến như thế nào? Thì khi bạn muốn thiết kế thi công nội thất gỗ căm xe thì câu hỏi gỗ căm xe có tốt không luôn là câu hỏi đi đầu và nhận được sự quan tâm nhiều. Bên cạnh những câu hỏi như là gỗ căm xe bao nhiêu một khối hay gỗ căm xe thuộc nhóm mấy thì gỗ căm xe có thật sự tốt và độ bền cao hay không là điều cần thiết nên biết trước khi chọn lựa mua và sử dụng những sản phẩm gỗ của gỗ căm xe. Để có thể biết được chi tiết hơn về gỗ căm xe là tốt không thì các bạn hãy xem hết video này của chúng tôi để tìm được câu trả lời nhé. Đầu tiên thì chúng tôi xin giới thiệu lại về tên gọi của gỗ căm xe, nó còn được gọi với một tên khác là cẩm xe. Tên khoa học là Silea cyprocarpa, là cây gỗ lớn, tán rộng, cao trên 30m, đường kính tối đa là 1,2m, vỏ cây màu nâu vàng hoặc xám đỏ. Thân căm xe lúc nhỏ thì thường cong keo, nhưng khi cây lớn lên thì sẽ tròn thẳng, có bạnh và lớn. Lá cây có một đôi cuống cấp 2, dạng kép lông chim hai lần, hoa tự hình cầu, nhỏ lưỡng tính, tràng hoa hợp gốc màu vàng, cánh tràng hình dải, quả đậu hóa gỗ. Khi chín thì tự nứt, hình lưỡi liềm. Từ lúc cây còn nhỏ thì hệ rễ đã phát triển, cây phân bổ chủ yếu ở miền Trung Việt Nam trở vào. Trong nhiều năm qua thì gỗ căm xe là nguyên liệu gỗ rất được ưa chuộng và sử dụng phổ biến trong nội thất để tô thêm vẻ đẹp, sự sang trọng cũng như sự hiện đại trong không gian ngôi nhà, biệt thự, chung cư. Những điểm nào để biết gỗ căm xe có tốt không? Thì để hiểu rõ hơn gỗ căm xe có tốt không thì bạn nên biết những yếu tố sau. Gỗ căm xe thuộc nhóm gỗ thuộc rừng tự nhiên, rừng nguyên sinh, rừng già, có tuổi thọ lên đến hàng trăm năm và độ bền cao như những loại gỗ quý hiếm, chẳng hạn như gỗ giáng hương, gỗ chiêu lưu, gỗ lim, gỗ trò, gỗ cẩm lai. Gỗ căm xe thì có bề mặt rắn chắc, khả năng mài mòn và chịu va đập, chịu được nắng mưa, thời tiết thay đổi cao. Gỗ căm xe thường có tính ổn định rất cao, không bị biến dạng, độ giãn nở bằng không, không bị giãn nở theo thời gian. Gỗ căm xe thì còn nổi bật với các đặc tính chống mối mọt đạt mức gần như tuyệt đối. Vân gỗ căm xe được xem là một trong những vân gỗ đẹp với màu vàng nghệ. Gỗ căm xe dùng một thời gian thì thường chuyển sang màu đỏ đậm cánh gián và tạo nên màu sắc tinh tế, sang trọng và quý phái. Vậy gỗ căm xe được sử dụng phổ biến như thế nào? Nếu bạn đã không còn thắc mắc về câu hỏi gỗ căm xe có tốt không và muốn tìm hiểu về sự phổ biến của loại gỗ này trong gỗ nội thất, gỗ tự nhiên, thì bạn sẽ thấy gỗ căm xe được ứng dụng rất nhiều cho những sản phẩm nội thất như cửa gỗ, tủ bếp, tủ quần áo, sàn gỗ tự nhiên, cầu thang, giường ngủ. Rất nhiều vật dụng gần gũi với cuộc sống thường ngày của chúng ta được làm từ gỗ căm xe thì là đủ cho thấy là loại gỗ này được ưa chuộng và sử dụng phổ biến như thế nào.